Hello guys, welcome back my channel, em Hero đây. Lần đầu, ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu với series là làm clip các gameplay của Top Ladder và có bình luận. Thì rất nhiều bạn comment ở trên kênh của mình đó là hãy làm những clip kiểu này đi vì xem những gameplay khá là nhàm chán, mình cũng biết vậy. Tuy nhiên thì công việc của mình nó khá là bận nên là mình phải cân bằng được cái thời gian để làm những clip kiểu này. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu với lại Bad Bunny, một top player hiện tại đang ở top 1. Số 1 thời điểm ngày lúc mà mình quay video đây, không biết là sau nó sẽ quay top 2 top mấy không biết, nhưng mình cũng rất mong là chàng trai này luôn cố gắng giữ phong độ như này. Ok, chúng ta sẽ đến bắt gameplay có Sorry Go Home này, Marcus này, Jodias này, Osama này, những cái matchup rất hay và random game. Ok, chúng ta đến vào random game. Cái matchup đầu tiên rất là hay bởi vì là random game, mình nhớ là cái mùa trước đây là Eagle anh ta spook gag này. Không biết là mùa này có phải là Eagle sẽ spook gag này tiếp tục không. Tuy nhiên thì với cái matchup mà có Mota, Bait và Miner như thế này thì mình nghĩ đây là vẫn là Eagle rồi. Bầu phải phá Bad Bunny với Goblin Barrel. Anh ta sử dụng một con Icy Freeze và đánh lạc hướng, sau đấy là đặt con Knight xuống. Trong thông thường, trong cái matchup này, trong cái trường hợp này mình nghĩ là có thể đặt con Princess. Tuy nhiên thì anh ta sử dụng một cái giải pháp hợp lý hơn, nó là đặt Tesla để giết Moza nhanh hơn. Sử dụng Lock để giết Dark Goblin. Random, trên tay anh ta có cả Goblin Gang và Lock, mình nghĩ Lock sẽ là hợp lý. Tuy nhiên trong cái turn này anh ta lại sử dụng được Goblin Gang. Bởi vì chúng ta thấy là con Tesla vẫn còn rất nhiều máu ở đây. Mình nghĩ là sự chọn hợp lý vẫn là Lock. Tuy nhiên thì trong cái turn tiếp theo này anh ta sử dụng Lock để defend Goblin Barrel. Còn trong những thẻ bài của Random Game thì anh ta có khá nhiều con có thể defend tốt về Goblin Barrels. Đó là sử dụng Goblin Gang cũng được, hoặc là dùng Bat cũng được. Tuy nhiên là sử dụng Bat thì rất dễ bị một combo, đó là Freeset cộng với lại Goblin Barrel. Thông thường thì Goblin Barrel, nếu mà trong cái tên combo đấy thì anh ta sẽ sở đặt con Freeset ở phía này, phía ngay cầu, và đặt Goblin Barrel phía này. Bat thả xuống thì một Freeset sẽ chết luôn, đặt Bat luôn. Một combo cực kỳ lợi hại. Tuy nhiên thì trường hợp đấy không xảy ra bởi vì đây là những player có EQ cực kỳ cao, chơi những cái mech của họ rất là nhuần nhuyễn. Tiếp tục là Lock, Rascal như vậy. Chắc chắn là những cái turn tiếp theo Bad Bunny anh ta vẫn sử dụng Lock để defend ra Rascal thôi, bởi vì hoặc là có thể dùng Goblin Gang khi mà Rascal đã đi qua cầu rồi. Được Fireball cho làng Goblin Gang cùng với lại tiếp con Preset hợp lý. Tiếp tục là Lock. Hai cái deck này có tốc độ xoay cực kỳ tương đồng, vì vậy là rất khó để có thể outcycle trong những phút đầu tiên như này. Chúng ta sẽ đợi đến khi mà X2 mà tốc độ đánh đến nhanh, đẩy nhanh hơn thì cái khả năng mà outcycle của nó cao hơn. Preset Lock đây rồi, rất tiếp tục là preset rất nhanh, có cả support nữa. Không chết Vincent, chúng ta có 2 hit của Vincent. Đây là những cái skill mà phải nói là cực kỳ nhanh của các top player sử dụng Lock Bait, sử dụng preset, sử dụng đấy giống như kiểu là Kit và Bad Bunny đây. Ở trong top player, trong playlist của mình có khá nhiều top player chơi Lock Bait và kỹ năng họ cực kỳ cao và xử lý rất nhanh. Mình không nghĩ là họ sẽ drop họ sẽ thả preset ở nhanh như vậy. Tiếp tục chúng ta thấy những cái turn vừa rồi thì random game anh ta bị outcycle khá nhiều. Anh ta sử dụng Lock và sử dụng Fireball nó bị đổi ngược lại, thay vì Lock sử dụng cho Goblin Gang thì sử dụng cho defend preset thì anh ta lại chuyển sang là sử dụng Fireball. Cái tốc độ nó đánh bây giờ nó sẽ rất nhanh, không có cách nào để anh ta giết được con Preset. Tesla support cho giết vẫn bị một hit. Mình thấy là Mota hay là Xbow
trong những cái thời trong những cái meta mùa đầu tiên, những cái năm 2015, 2016, 2017 thì Mota và Xbow nó rất mình thấy nó không được thông minh cho lắm. Tuy nhiên thì những cái mùa đầu, những cái mùa sau này khi mà 2018, 2019 thì Supercell đã làm được cái Xbow, cái khả năng thay đổi kia của nó rất nhanh. Đẩy lên. Thì tận máu bây giờ là cân bằng. Hiện tại Princess đẩy qua Goblin. Rất nhiều đam đến từ Goblin. Hay quá, một pha đánh out cycle. Và anh một pha ném Goblin Barrel. Thì phía sau anh vừa kết hợp với lại con này cực kỳ là hay. Princess đẩy lên. Ok, hay quá. Một match cực kỳ hay. Chúng ta sẽ đến match thứ hai. Trong cái match này, ok, mình chọn sẽ Osama. Thông thường thì 3 Musketeer sẽ là bị counter bởi cái Lock Bait. Chúng ta cũng biết là cái những cái mùa meta, những mùa đầu tiên thì thường thường Lock Bait nó sẽ counter 3 Musketeer. Nhưng mà đây là 3 Musketeer có Royal Hawk và Heal và có cả đây nữa. Thông thường thì chúng ta cần phải defend, phải giết được con Heal Spirit trước khi nó nhảy. Bởi vì là khi mà nhảy nó sẽ bơm máu, nó sẽ hồi máu lại cho con cho đàn Royal Hawk, sẽ rất là khó chịu. Trong những tuần tiếp theo khi mà Osama anh ra thả 3 Musketeer thì chắc chắn là sẽ một rocket để sử dụng defense cho hai con Musketeer. 6 Ellie để đổi 6 Ellie cực kỳ là hợp lý. Và sau đấy là sử dụng Lord Knight để defense con Musketeer phía bên còn lại. Tesla sẽ đặt về phía này. Thông thường nó sẽ đặt về phía góc này. Các bạn sẽ nhìn thấy con chuột của mình. Fireball để giết Reset, bởi vì là trong cái matchup này anh ta không có một con nào có thể giết Reset hợp lý hơn là Fireball. Và sử dụng Barbarian để giết, để defend con Goblin Barrel. Một pha ném bị fail con Dark Prince. Các bạn đừng quên là Dark Queen nó có tính năng Blast Time, vì vậy là khi mà các bạn chỉ cần ném chậm một nhịp thôi. Còn Dark Queen nó chuyển sang Dark Boost rồi thì nó sẽ cần một hit để đập chết được ba con con Goblin Barrel rơi ở cùng một thời điểm. Rất nhiều đam đến từ Princess. 2 đam, 3 đam, một hit của con. Chúng ta đã có 2 đam Lock vừa sử dụng rồi, đập tiếp tục xoay ra một con Reset và Tesla. Dùng Tesla, Goblin Gang ở trong con này là hợp lý, bởi vì là có một cái điều đó là Osama có một cái điều đó là anh ta không có một cái Lock. Đây là Barbarian, anh ta chỉ sử dụng Barbarian để defend Barbarian Barrel, để defend Goblin Barrel thôi. Vì vậy là trong cái turn vừa rồi, Barbarian anh ta sử dụng không cần thuần đập Tesla và đập sử dụng Goblin Gang tách của con Heal Spirit ra. Hợp lý. Những người chơi mà dần sử dụng một deck thì họ sẽ nhận chuyển rồi, họ biết là họ sẽ làm gì, cần phải quá nhiều. Trong tuy nhiên thì trong cái turn vừa rồi khi mà Roy Hawk vào trụ rất nhanh, rất nhiều đam trụ bên phải này chỉ còn 1.000 máu thôi. That's it. Locked. Rocket coming, chắc chắn là như vậy rồi. Tiếp tục phải dần không reset ở phía sau rất sâu. Tuy nhiên là khá nhiều đam từ được Royal Hawk. Chỉ đúng là phải nói là 3 Musketeer Lock Bait mà gặp 3 Musketeer ở cái thời điểm hiện tại thì không phải nói là không dễ đánh một chút nào luôn. Rocket đâu? Chúng ta cần Rocket trong cái turn này. Cứ ném Barbaria Rocket Barrel thì Barbaria lại nhảy xuống, không có đam. Thực sự mình thấy là game này khác, không phải là mình đang sử dụng 3 Max, không thể sử dụng, mình không sử dụng, mình đang sử dụng Robin Barrel, mà mình lại nói là Barbarian giờ nó thật bằng, bởi vì mình không hiểu tại sao khi mà 2 Ellie lại có thể giết được 3 Ellie. Mà cho dù là Barbarian Barrel nằm ở cái ở một cái level thấp hơn một chút, thấp hơn so với một level của Robin Barrel, nhưng vẫn chết được, sẽ mất cân bằng ở điểm đấy. Nguy hiểm quá, bên này còn 1.700 hơn gần 800 máu rồi. Còn đây chỉ cần một cơn lồng của Royal Hawk thôi xuống rồi.
mình nên là xử lý nhỏ Tesla để lên. Tesla trong tên này phải cao hơn. Fireball lỗi. Fireball lỗi trong cái tên này preset anh ta sẽ giúp ích rất nhiều cho Bad Bunny ở trong cái tên cuối cùng này. X-Bile lên rồi. Thời điểm mà xoay cực kỳ nhanh. Trên mắt Scotty Dog rời xuống. Rocket đầu. Chúng ta cần một cái rocket ở đây. Royal Hawk bắt trên một con Royal Hawk thôi. Fireball. Fireball trong cái tuần này thì một ít con preset chặn con này rồi. Preset vẫn nằm đấy. Hai con preset đây rồi. Rồi Hawk Tesla. Một ít con Rock Lead. Rocket Time. Chúng ta vẫn đủ đây. Lock vào Rocket Time. Anh bên kia làm chỉ có một Fireball rồi. Nichi Wi-Fi. Gần như trong cái dần như trong tất 90% game đấu thì Bad Bunny anh ta không kiểm soát được game đấu của mình. Tuy nhiên là trong cái tuần gần cuối khi mà anh ta có big spell và một rocket cộng với một lock thôi thì xoay chuyển phương diện. Giờ này phải xem bình luận và đưa ra những cái này thì phải nói là có những cảm xúc rất hay. Ok, chúng ta sẽ đến vào Bad Bunny và Soggy Go Home. Hot Cycle, Lock Base Tesla. Tuy nhiên thì mình thấy là Lock Base khi bắt đầu bắt chắc kiểu này mình thấy là Lock Base có lợi thế hơn rất nhiều. Bởi vì là Hawk rất sợ Tesla. Cái tốc độ mà xoay Tesla để cân bằng với lại khi mà Sorio mình ta đẩy Hawk thì cân bằng, khá cân bằng. Mình nghĩ là chỉ chân nhau không nửa giây thôi. Bởi vì là Bad Bunny ta có nhiều lựa chọn để có thể xoay ra một cái Tesla, để cố gắng để xoay ra một cái Tesla sớm để cùng nhịp với lại cái tốc độ đẩy Hawk. Tuy nhiên trong tên này Rocket hợp lý. Trong cái tên này chỉ có Rocket để có thể defend trong thành tên này tốt hơn, bởi vì là rất dễ bị đặt con Nai ra và đặt Goblin Gang ra thì rất dễ sẽ bị một lock, gần như là rất nhiều đàn đến từ Hawk. Chọn hợp lý vẫn là Rocket thôi. Soryo bên ta đặt ngay một con IC Preheat để chuẩn bị bắt bài preset. Tuy nhiên thì trong tuần này Bad Bunny anh ta lại không thả một con preset. Anh ta đánh rất từ từ. Tuần tiếp theo đẩy lên sẽ có một con Nai. Không cần thiết phải là dùng một con Nai nữa. Tesla. Bây giờ thì Sorry Go Home anh ta có hai lựa chọn. Sử dụng Lock để defend. Có một cái điều các bạn lưu ý đó là khi các bạn ném Goblin Barrel về phía bên này xa một chút, cách ô về phía sau là 2 ô, thì đặt preset cái này thì Lock sẽ không đến. Vì vậy là các bạn khi mà các bạn combo sử dụng đấy thì các bạn có thể ném về phía này. Và sau đây là preset về phía này thì Lock gần như sẽ không, sẽ bị sắc, có thể là chạm một trong hai, chỉ có thể chạm một trong hai mục tiêu thôi khi mà các bạn sử dụng combo đấy. Sorry Go Home anh ta để tiếp tục đẩy preset và tiếp tục đẩy Musketeer. Sử dụng Fireball để defend Goblin Barrel. Trong cái tên này anh ta sẽ bị out cycle. Nhưng mà việc out cycle đối với lại Hawk cycle thì sự thành vấn đề, bởi vì là cái tốc độ cycle của Hawk rất nhanh. Và anh ta sẽ dùng, chắc chắn là anh ta sẽ dùng Fireball để giết con reset rồi. Và Hawk sẽ dùng để defend Goblin Goblin Barrel. Tiếp tục xảy ra con reset Goblin Barrel và Knight. Một pha xử lý cực kỳ là hợp lý khi anh ta đặt một cái đàn Goblin Gang cộng với lại Nai preset tách ra. Fireball chỉ chết mỗi preset thôi. Trong cái turn này anh ta sẽ xử lý như thế nào đây? Con Nai chặn. Anh ta biết được rằng, đoán trước được rằng là Sorio hôm anh ta sẽ con Masketi để giết con Prince ở phía cầu. Vậy là anh ta đặt ngay một con Nai nữa, con IC.
gần như là không bắn được Musketeer bắt bài. Và bây giờ là hai con Musketeer, hai con Spear preset. Nên như thế nào đây? Anh ta đang bị rối. Rối quá. Đây là cái tốc độ rối quá. Lock đây rồi thì Lock Inken sẽ rất tốt. Bảo kê rất tốt đến từ preset và đứng đấy và bắn rất nhiều đam và xử lý thế nào đây? Outcycle đây rồi. Outcycle, Princess và Goblin Gang, Goblin Barrel kỳ nhanh. 8900 máu. Một lock và chúng ta hai lock và chúng ta sẽ cần một rocket nữa. Tesla bị lỗi, tuy nhiên không thành vấn đề trong cái turn này. Không thành vấn đề. Này quá. 646 máu thì cần một lock và cần hai lock và một rocket nữa thôi. Nếu mình đã không nhầm. Chặn ngay được top. Có biển gang đấy rồi và chúng ta chuẩn chưa có một nào. Rocket đây rồi. Rocket time. Rocket time, một little rocket kia. Good job. Hay. Thì bình luận thế này chúng ta sẽ có một những cái cảm xúc. Ok. Good job bro. Congratulations level 1. À, và đây là lần đầu tiên mình chia sẻ, mình sẽ bình luận chỉ 3 replay thôi. Và đây là lần đầu tiên mình làm clip kiểu này và mong các bạn sẽ đưa ra được là cần góp ý cho mình. Tại vì là mình rất mong là các bạn sẽ đưa, có những góp ý để đưa cho mình sẽ hoàn thiện hơn trong những clip tiếp theo. Và see you, bye bye.